không bao giờ bị bệnh. Hoặc là ví dụ đã biết tê mật gấu chưa, chắc cũng không biết. Tê mật gấu không biết đâu. Đấy, tê mật gấu thì nói chung là cứ bệnh gì thì lấy vài lá mà ăn, đúng không? Thế hoặc là ví dụ bị thương thì ta lấy cái đấy, nhưng mà ta đừng dịch vào ngay, nó sẽ bỏng đấy. Trước khi dịch thì ta phải lấy một cái giấy, ta lấy cái giấy ăn cái gì ta cho vào trong cùng, sau bắt đầu ta sẽ cho cái lá, ta sẽ giã cái lá ta đưa lên, và cái lá đấy chữa bệnh xương rất là tốt đấy, thì rất là tốt. Thì để rất nhiều cái cây, các nói như thế để các bạn biết rằng khi bọn mình trồng cái gì, bọn mình phải nghiên cứu từ cái cây một, cây gì nó có tác dụng như nào để đưa vào cái này cho các bạn, chứ không phải là nó chỉ có một hai lần, nó chỉ có một hai cái sản phẩm đâu. Khi người ta đưa cao về, bọn mình phải đưa tiếp tất cả trộn vào làm sao để ra những cái sản phẩm nó tốt. Ví dụ như cái sản phẩm này chẳng hạn, khi mà các bạn rửa thế này, lý do tại sao là khi ta rửa mà người nông dân người ta lại nói là chữa hết cả nấm tay cho người ta, bởi vì trong này nó có một cái loại tinh dầu mà mình gọi là chống thối, nhưng mà nó đã là nước tinh khiết, nó đã ấy rồi, nhưng mà vẫn phải cẩn thận, để đến 10 năm nó cũng không sao cả. Mình có những bán những cái sàn nhé, còn 4 tháng đã hết hạn mà các bạn đã kêu ầm, đấy là cô bây giờ 4 tháng đã hết hạn rồi mà sao đưa cho con. Thế mình mới nói là tại nói với cả nhân viên thì mình là tại sao mà 4 tháng lại đưa cho người ta như thế, phải đưa những cái mới sản xuất, còn những cái này nhà mình bán. Bởi vì có những cái bạn không phải nhà mình là bị ở trong kho như thế đâu, mà các bạn nhìn thấy ở trên ấy, nhiều khi các bạn